Hello, xin chào toàn thể quý khách hàng đã trở lại kênh truyền thông chính thức của công ty audio Khang Phú Đạt. Và ngày hôm nay thì anh em đang có mặt tại xã Bình Đại, tỉnh Bến Tre để set up và nâng cấp một cái con DSP 306 của thương hiệu Star Sound cho chủ dàn nhạc anh Sơn. Trong quá trình làm thì anh em cũng đã gấp rút làm, cố gắng làm thật nhanh để 5 giờ chiều ngày hôm nay thì anh Sơn sẽ có cái show, đi làm show gấp. Đặc biệt, cơn mưa ưu đãi đang đổ bộ tại Khang Phú Đạt chỉ duy nhất tháng 8 này. Khuyến mãi 100% phí set up cả bộ dàn sự kiện tại nhà khi mua crossover. Ngoài ra, tặng kèm 2 dây tín hiệu Canon, 6 ly và một cuốn sách kiến thức âm thanh cơ bản. Không những thế, sản phẩm còn được bảo hành lên tới 2 năm và đổi mới trong vòng 60 ngày nếu như phát hiện lỗi của nhà sản xuất. Đặt hàng ngay hôm nay, nhận ưu đãi liền tay. Và cấu hình dàn loa gồm 2 loa sub đôi bass 50, 2 loa full bass 40 và 2 loa full bass 30. Tủ máy thì gồm mixer Yamaha MG 16-4, một bộ micro, một van số X5, 2 cục đẩy 2 kênh và một cục đẩy 4 kênh. Tuy nhiên là con van số X5 là đã không có thể đáp ứng đầy đủ được yêu cầu về chất lượng âm thanh của bác chủ dàn, nên là bác đã nâng cấp con crossover DSP 306 của Khang Phú Đạt Audio và đã được Khang Phú Đạt set up lại dàn sự kiện miễn phí trong tháng 8 này để các bác có được cái chất lượng âm thanh tốt nhất đi phục vụ các đám, các show sự kiện. Và con crossover DSP 306 này là con crossover quốc dân của Khang Phú Đạt Audio đã được rất là nhiều bác chủ dàn sự kiện sử dụng. Nó có những cái ưu điểm rất là mạnh như là chống hú rít nè, tách loa full, loa sub. Và bây giờ thì mời các bác hãy xem lại cái quá trình set up dàn sự kiện cho bác như thế nào nhé. Lên 1, 2 lên xong hát mình vừa không thôi hả? Hê 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 6, 7 xong mình không quay làm mỗi đường ao quay ngược lên trên đây luôn. Đấy, làm có lính làm cái tay á, làm tay nó bố gói nó làm. Không, thực ra là mình chỉ cần lấy đường center mình quay ngược lên trên đây để làm mic cho nó thôi. Đẩy sang kia đơn thôi. Để cho thì giờ thì bắt buộc phải tan chỉnh lên dưới rồi. Hê 6, 7 lên lên đọt giải bát nhiều. Cái khu này làm bát nhiều quá. 6, 7 lên lên 6, 7 lên lên 6, 7 lên. Loa tận làm theo loa đó, loa phân tần làm theo loa thì cái đáp tuyến sẽ ra đẹp và cái loa nó sẽ ra đẹp. Còn quan trọng là cái thiết bị mình phối ghép như thế nào để cho nó ra được cái chất lượng nó tròn trịa, chắc thôi. Cổ ra đây ở dàn của anh có một em cổ ra này, 4 cái loa phụ nó. Rồi ok, rồi bây giờ test thôi. Mình nâng cấp cái con DSP 306 cho anh ban nhạc Nhật Vũ này, ban nhạc Nhật Vũ tại Bến Tre nha mọi người, Bình Đại, Bến Tre. Quá. Chắc hả? Thấy đi mỗi hôm đó nó bỏ mặt tên nó Nó đi 6 liền hả? Đúng rồi. À, thì cái con mixer này chỉ có một đường ốc thôi. À. Nó không có hai đường ốc. À. Nhưng mà mình bắt buộc mình phải đi một đường. Cái chút mình tăng decibel đây được không? Không. Anh đường sau đó nó có bao nhiêu decibel nữa đằng sau? Anh đang hướng với nó đang còn bao nhiêu? Ra thứ ba là decibel nó được tới 40 mấy decibel. 40 mấy thì coi cái số mình có chịu nổi hay không nữa. Cái men chịu nổi hay không nữa. Còn nhạy không? 1 2 3 4 5 6 7. Lên 6 7. Lên 6 6 7. Lên 1 2 6 7. Ê 6 7. Lên 1 2 3 4 5 6 7. 6 7. Coi như đang ngồi thẳng hết luôn. 6 7. 2 3 4 5. Lên 4 5 không dứt. 2 3 4 5. Hết lớn cũng gì vỡ. Là cái ngưỡng mình đang để qua lớn. 6 7. 1 2 3 4 4 4 4 4. Trong này em hạ cái giải ở khoảng tầm 220 đến 250 xuống này mà tiếng vẫn còn lại, tại vì nó dư quá mà. Dư giải chung nhiều quá, chung bát nhiều quá. Mình giảm đây thôi. Đó. 6 7. Lên anh bớt chung cái này thì anh biết xử lý đúng không? Anh bớt chung lại cái là nghe nó khác này. 6 7. Lên 1 2. Nhưng mà cắt trong này nhiều quá thì cũng không tốt. Anh chỉ lấy một phần vật của kia đó khác. Còn sau sẽ lấy để cô đây. Cuộc tình dĩ vãng đã trôi đi vào quên lãng, mộng đẹp bơ vơ dìu nhau lối đi về. Nếu chúng mình không tiếc nuối ân tình, yêu nhau chỉ là thêm vỡ nát trong giấc mơ dài. Vô tư bao năm. Sao anh chỉ muốn thét lên rằng anh nhớ em, yêu đường của anh chỉ còn lại những cánh đồng hoang, hoang mang trống vắng. Biết bao lần anh đã tự hỏi, giờ người đâu đó có còn khốn khó, có còn nhiều anh nông nàn. dễ làm hơn. Để luôn trên này xong rồi. Chiều nay nghỉ xô hả? Chiều nay nghỉ xô hả? Nhớ mùa trăng Vũ Quy, vì mưa gió không về, chiến trường anh bước đi. Có nào hẹn đôi mi, khách bên đường phân ghi. Chuyện từ một đêm. Hiện nay anh em cũng tranh thủ đã xe đúc xong và bàn giao cho anh Sơn xong rồi. Và bây giờ thì anh em lên đường về Sài Gòn để sáng mai tiếp tục cuộc hành trình đi về Bình Phước cũng như là về Bình Dương để set up 4 dàn đi show ngoài trời nữa. Và quý khách hàng thấy video hay thì hãy cho một like và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh YouTube của Audio Khang Phú Đạt nhé. Và mọi chi tiết mua hàng liên hệ thì quý vị hãy liên hệ ở dưới đường link và chúng em để số điện thoại để quý vị cần thì hãy comment số điện thoại và chúng em sẽ có nhân viên tư vấn tận tình những cái thiết bị mà những cái dòng sản phẩm mà quý khách hàng cần mua. Ok và xin chào, hẹn gặp lại. Các bạn có thể truy cập website khangphudataudio.com để biết thêm chi tiết hoặc liên hệ số hotline phía Bắc 0965 122 221, hotline phía Nam 0933 333 245. Các bạn cũng có thể đến trực tiếp showroom phía Bắc tại số 8 phố Hồng Đô, Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Showroom phía Nam tại số 8 đường số 4, khu phố 6, Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức. Đừng quên nhấn like, đăng ký và bấm chuông cho kênh YouTube của Khang Phú Đạt Audio để bạn có thể là người đầu tiên chiêm ngưỡng những video tiếp theo.